Mở đầu câu chuyện, có một người gọi là Africa vùng đất tranh chấp. Hai người lính đang chật vật khi biết quân khủng bố đã có thêm vũ khí. Một người còn lại cũng đã vô cùng kịch quệ nấp đằng sau một tảng đá, bọn họ không biết rằng có thực sự sẽ chết ở nơi này hay không. Có người kiệt sức cũng có người hy sinh trong trận chiến này, khiến cho bọn họ muốn rút lui. Những vết thương trên da thật mài mòn đi tinh thần của họ, họ hỏi nhau là có nên rút lui hay không. Nhưng lúc này thủ lĩnh của bọn họ bước đến và nói rằng anh ta không muốn rút lui, đây là đội thủy quân lục chiến của một quốc gia nào đó quân đoàn 1 còn anh chàng đội trưởng này chính là đội trưởng tổ đội năm hasumiruji Hasumi Uji nấp sau một tảng đá quân sát quân địch phía trước có ba tên đang nấp sau một tảng đá một tên còn lại thì mai phục phía sau một cái cây Uji có ý định vòng ra đằng sau và đánh úp một cách bất ngờ chạy vòng ra sau bọn chúng với vận tốc ánh sáng lúc này bọn chúng chưa mảnh mai phát hiện ra điều gì đột nhiên ryuji xuất hiện ở giữa bọn chúng một cách bất ngờ ryuji dùng tay đánh ngã một tên nấp sau cây trước khiến ba tên còn lại hoảng hốt Đôi mắt của Ryuji toát lên sát ý nồng đậm. Anh lại cho một phát đấm móc từ dưới cầm lên tên còn lại. Tên cuối cùng nhìn hai đồng đội của mình gục ngã quá nhanh khiến cho hắn ta sợ hãi. Hắn ta hoảng hốt cắn chặt răng nhìn về phía Ryuji. Ryuji đang bận tay đánh một tên trên đất. Hắn ta bắt đầu hoảng loạn rút súng chuẩn bị bắn Ryuji. Anh cũng nhanh chóng rút khẩu súng lục và ngắm về phía hắn ta. Tình thế bỗng chốc căng gò. Ryuji nhanh tay cho hắn một viên đạn vào giữa trán khiến hắn gục ngã ngay lập tức. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong bốn tên quân địch. Ryuji báo cáo với bộ đàm là bản thân đã phục kích thành công. Tất cả bọn họ đều bị trói ở một cái cây. Ryuji trao đổi với bọn chúng vài thông tin hữu ích. Lúc này một đồng đội của anh đến báo cáo là đã dọn sạch quân khủng bố và căn cứ bọn chúng ở sâu trong rừng. Nhìn về thuộc hạ của mình anh ra quyết định là sẽ dọn sạch bọn chúng trong ngày hôm nay. Bọn họ nhanh chóng nhận lệnh của Ryuji. Cả quân đội đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm căn cứ của quân địch. Một anh lính khen Ryuji đã làm một nhiệm vụ gần như bất khả thi ngay trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ nể phục anh lính liên tục liên thiên và khen đội trưởng của mình một cách nhiệt tình khiến cho ryuji cảm thấy anh ta nói quá nhiều một anh lính khác cũng hòa nhập khen đội trưởng của mình là một kẻ mạnh nhất kỷ hiện đại bọn họ vừa đi vừa bàn tán xôn xao bỗng nhiên lúc này ryuji lên tiếng nói rằng bọn họ đã nhầm lẫn ryuji nói rằng chẳng một ai mà không sợ chết cả vì không muốn chấp nhận cái chết nên anh mới càng phải trở nên mạnh mẽ và tấn công bọn chúng trước nghe lời anh nói khiến hai người lính còn lại hoang mang bọn họ càng cảm thấy bọn họ thật sự yếu đuối hơn những gì họ nghĩ Ryuji ca lộn cho bọn họ phải cẩn thận vì sắp tới sẽ tới căn cứ quân địch. Vừa dứt lời bỗng nhiên một làn khói xuất hiện trị mọi thứ chìm vào mù mịt. Những câu hỏi như có phải là bơm khói hay không, nhưng nó lại không phải là bơm hóa học và hiện tại anh đang ở đâu liên tục vang lên trong đầu của Ryuji khi một hang động xuất hiện trước mặt anh. Anh không biết đây là nơi nào vì rõ ràng bọn họ đang ở trong rừng và không hề có hang động. Lúc này một giọng nói chào mừng anh hùng đến từ thế giới khác vang lên trong đầu của Ryuji. Anh hoảng sợ hét lên với không khí, hỏi giọng nói đó là ai có phải là quân khủng bố hay không bỗng nhiên anh trở nên hoảng sợ và hoang mang khi sờ tay vào bên hông để lấy súng thì thấy nó đã biến mất cùng với các trang bị khác chỉ còn duy nhất một thanh dao găm giọng nói đó tiếp tục vang lên khuyên anh trước tiên hãy bình tĩnh vì nó là giọng nói từ một thế giới khác và nó muốn cho ryuji xem bảng trạng thái một bản trạng thái hiện lên trong không khí ngay trước mắt của anh anh khó hiểu nhìn về phía bảng trạng thái trước mắt mình không biết đây là gì trên đó khi đầy đủ thông tin như tên họ của anh và tất cả dữ liệu của cơ thể anh đều nằm trên nó anh nghĩ bản thân mình đang bị điên mới có thể nhìn thấy thứ này Hệ thống tiếp tục nói với anh mọi chuyện đang xảy ra điều rất bình thường, vậy nó cũng có tồn tại trong thế giới của Ryuji và được gọi là game. Nhưng anh hoàn toàn không biết nó đang nói gì, bởi vì anh chưa bao giờ chơi game cả. Hệ thống tiếp tục hỏi anh có biết về thứ gọi là triệu hồi đến thế giới khác hay không. Anh tiếp tục mịt mờ nói là không và hỏi hệ thống có chuyện gì vậy. Hệ thống lúc này không biết nên nói gì với anh, nhưng mà Ryuji nhận ra giọng nói của hệ thống là của một con người. Hệ thống lúc này muốn giải thích cho anh biết từ đầu, nhưng bỗng nhiên anh trầm tư nói rằng hãy im lặng. Rioji quan sát những thứ đang xảy ra trước mắt nằm ngoài hiểu biết của anh. Một đám người đang sử dụng phép thuật và nói bằng một loại ngôn ngữ gì đó mà anh không hiểu. Con quái vật mà bọn họ đang đối phó hiện lên một bảng trạng thái và những thứ ma thuật đang tấn công về phía con quái. Nhưng quan sát một hồi anh thấy những đòn tấn công của bọn họ thật sự rất yếu, giống như chỉ là đang gãi ngứa cho con quái vật. Con quái vật yên tĩnh nhìn về phía bọn họ như thể chưa có chuyện gì. Lúc này một người trong số đó nói với đồng đội mình con quái vật này khó ăn quá và nghĩ nên rút lui nhưng nếu làm như thế thì sẽ có rất nhiều người mất mạng. Lúc này một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của ma pháp sư. Ryuji bỗng nhiên bước đến và hỏi ma pháp sư này tại sao không tấn công vào phần bụng của con quái vật, nhưng mà pháp sư lại kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện một cách bất ngờ như thế. Ryuji nghe hiểu tiếng bọn họ giống như là ngôn ngữ Bồ Đào Nha pha thêm một chút Tây Ban Nha và anh có thể giao tiếp với bọn họ. Anh đề nghị bọn họ nên đánh vào phần bụng của con quái vật mới có thể giết nó. Nhưng mà pháp sư này không tin cho lắm hỏi lại tại sao Ryuji lại biết điều này và cho rằng tiếp cận con quái vật là một điều quá nguy hiểm. Ryuji hỏi là pháp sư này có ổn không khi chỉ cấu máu nó bằng phép thuật như thế. Và nếu như bọn họ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng chết vì cạn kiệt sức lực. Tên ma pháp sư bỗng nhiên hét lên có phải anh là một mạo hiểm giả hay không và nói rằng nếu như ngon thì anh thử làm đi. Ryuji gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khiến cho ma pháp sư câm nín. Những ma pháp sư còn lại đang cố gắng chống chọi với con quái vật nhưng bọn họ biết rằng bọn họ đã gần như kiệt sức. Lúc này Ryuji bước đến đi vào giữa bọn họ. Bảng hệ thống của anh hiện lên trên đầu chứng tỏ anh chỉ mới cấp 2. Những ma pháp sư này muốn ngăn cản Ryuji vì tiếp cận con quái quá mức nguy hiểm. Nhưng anh nói với bọn họ là không sao cả. Lúc này đôi mắt của Ryuji hiện lên sự sắc bén. Anh đứng trước con quái vật khổng lồ đang nhe răng muốn tấn công. Nhưng bỗng chốc anh biến khỏi vị trí ban đầu và đạp một cú lên người con quái vật. Sau đó bay lên không trung, muốn tấn công đột kích từ phía sau để không bị dính độc. Con quái vật vẫn nhe răng nhìn về phía anh như bị ngào đá. Anh nhảy từ trên cao xuống lao về phía nó. Sau đó tấn công vào đuôi của nó bằng một cú đấm và lộ người trên không trung anh không ngờ một cú đấm vào đuôi của nó lại có sức tấn công mạnh như thế con quái đau đớn gầm về phía anh ryuji đáp xuống mặt đất ngay phía sau đuôi nó nó dùng đuôi quét một cú muốn vật ngã anh nhưng ryuji tránh được anh biến mất khỏi vị trí ban đầu và để lại trên đất một vết nứt nhảy lên không trung và lao về phía đầu của nó anh nghĩ tất cả sẽ ổn thôi nếu tiếp tục tung đòn anh đáp lên lưng của con quái vật và ôm lấy nó từ phía sau bỗng nhiên con quái vật đau đớn và hất tung ryuji ra khỏi người nó anh bay về phía sau nhưng lúc này bọn ma pháp sư nói rằng anh đã làm được. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía anh và không thể tin rằng anh đã làm được chỉ bằng sức chiến đấu của một người với level 2. Cú thật đó khiến anh ngã ra phía xa con quái, anh đáp xuống đất và tiếp tục lao về nó một lần nữa. Ryuji nghĩ rằng phải cảm ơn nó vì cuối cùng nó cũng đã lộ yếu điểm trước mặt anh chính là phần bụng. Anh móc con dao găm phía bên hông của mình, sau đó cầm trên tay nhắm thẳng về phía con quái vật. Con dao găm được chính xác ghim trên bụng của con quái. Ryuji kéo một đường thẳng trên bụng nó sau đó đáp đất con quái rên lên một cách đầy đau đớn và ngã gục xuống đất trong vũng máu nó ngã xuống nặng nề làm cho bụi bay mù mịt tên ma pháp sư lúc nãy cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt anh chỉ như một bóng đen mờ ảo đáp xuống đất ryuji cầm trên tay con dao găm đi từ từ về phía bọn họ con dao dính đầy máu của quái vật bọn ma pháp sư kinh nhạc khi thứ vũ khí mà anh giết con quái đó chỉ là một thanh dao găm tên ma pháp sư vừa lúc nãy chê cười anh cũng hoảng hốt bỗng nhiên tất cả mọi người đều lui về phía sau mà pháp sư đối mặt với anh và hỏi cuối cùng anh là ai. Ryuji nhìn anh ta và đáp bản thân chỉ là một người lính. Buổi tối buông xuống ở thế giới này, xác con quái vật vẫn nằm trên đất. Bỗng nhiên có một thứ gì đó như ngọn lửa tiếng dần thiêu đốt con quái. Ngọn lửa đó thiêu đốt đầu của nó. Và sau đó là thiêu đốt cả người nó. Ánh sáng tím từ người con quái vật tụ họp về một điểm. Một đồng tiền vàng như là phần thưởng từ xác của con quái vật hiện ra trên không trung. Sau đó đồng tiền rơi thẳng xuống trên mặt đất ngay trước mặt của Ryuji. Anh bước đến và nhặt đồng tiền đó lên. Cộng đồng tiền trên tay anh không hiểu nó là thứ gì, lúc này bỗng nhiên hệ thống vang lên anh đã được tăng cấp. Sau đó bản hệ thống xuất hiện trước mặt anh. Thông báo hệ thống vang lên lượng hải phòng đã tăng đến giới hạn, đến bây giờ anh mới hiểu là những chỉ số này có thể thay đổi. Mà pháp sư lúc nãy bước đến và gọi anh. Cảm ơn vì anh đã cứu bọn họ. Nhưng anh cho rằng đây là một chuyện nhỏ không có gì cả. Mà pháp sư thắc mắc và hỏi cuối cùng anh là ai, tùy theo lời nói của Ryuji anh là một người lính nên anh ta suy đoán anh đến từ quân đội hoàng gia. Ryuji giải thích rằng anh đang có một cuộc chiến khốc liệt ở ngoài vùng biên giới biển. Nhưng anh không biết bọn họ có biết về quân đội nước ngoài hay không. Nên anh giải thích một cách ngắn gọn hơn là anh đang trên đường để giải cứu vài người. Ma Pháp Sư mỉm cười nói rằng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng ở đây chính là sức mạnh của Ryuji là rất mạnh. Sau đó đề nghị Ryuji đi cùng với bọn họ. Nhưng lúc này những tên Ma Pháp Sư khác trong đội không đồng ý với lời đề nghị vì bọn họ không chấp nhận một mạo hiểm giả đi cùng với bọn họ pháp sư tóc vàng nhìn về phía bọn họ và hỏi bọn họ có chắc thì có thể an toàn rời khỏi nơi như thế này hay không bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng ma pháp sư tóc vàng nhìn về phía đồng đội của mình và hỏi bọn họ còn phản đối hay không những người này đều câm hến nhìn về phía pháp sư tóc vàng một cách ngại ngùng sau khi pháp sư tóc vàng thấy bọn họ không lên tiếng anh ta tiếp tục đề nghị ryuji đi cùng với cả đoàn một lần nữa ma pháp sư tóc vàng hỏi ryuji có thể đi cùng với bọn họ để giúp bọn họ ra khỏi hầm này hay không ryuji nhanh chóng đồng ý mà không hề do dự Ryuji cầm thanh dao găm của mình lao về phía trước. Anh trẻ đôi một con quái vật có hình dạng như một con rết da làm đôi. Những ma pháp sư khác thì dùng phép thuật của mình để thiêu đốt nó. Trên đường đi vào hang tối, ma pháp sư tóc vàng khen anh thật sự rất mạnh và rất may mắn khi bọn họ gặp được anh. Ma pháp sư tóc vàng nói rằng ở nơi này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ryuji tò mò không biết tại sao nơi này lại nguy hiểm như thế. Ma pháp sư tóc vàng giải thích đây là một hầm ngục D-ranh nhưng mà vô cùng khó nhận. Ryuji không hiểu D-ranh là thứ gì những ma pháp sư trong đội nhìn thấy anh không hiểu bắt đầu mỉa mai nhưng bị pháp sư tóc vàng ngăn cản ma pháp sư tóc vàng ngại ngùng xin lỗi ryuji vì những người bạn đồng hành của mình nhưng ryuji không quan tâm về điều đó pháp sư tóc vàng giải thích những hầm ngục này được đánh giá ranh bởi jude mạo hiểm giả ranh thấp nhất là ranh e sau đó là tới ranh c và ranh d cũng đều là ranh thấp tiếp tục là b ranh nằm trên b ranh chính là a ranh nguy hiểm nhất chính là s ranh là một dạng tồn tại huyền thoại nhưng vẫn có thể xảy ra pháp sư tóc vàng giải thích động thần lần có thể xuất hiện ở seranh mặc dù bọn họ đang ở deranh sau khi nghe giải thích thì cuối cùng ryuji đã hiểu mặc dù không hiểu ranh là thứ gì nhưng cậu hiểu rằng hầm ngục chính là nơi mà các con quái vật nguy hiểm sẽ xuất hiện và sau khi con quái vật bị giết chết thì bọn chúng sẽ tan thành khói mây sau đó nữa là sẽ có một vật phẩm kỳ lạ rơi ra từ người con quái và có lẽ công việc của mạo hiểm giả chính là thu thập các vật phẩm rơi ra từ người con quái vật và thứ trong tay của ryuji cũng là một vật phẩm trong số đó anh bỏ tay vào túi quần tìm kiếm lôi ra một đồng tiền vàng trên tay Ma pháp sư tóc vàng nói rằng đây có thể là một vũ khí triệu hồi, Ryuji hỏi anh ta không phải nó chỉ là một đồng xu thôi sao? Pháp sư tóc vàng giải thích với anh đây là một đồng xu chứa sức mạnh đặc biệt, nó có thể chứa bất cứ kỹ năng nào trong đó và được sử dụng như là một vũ khí triệu hồi. Hệ thống lúc này vang lên hỏi Ryuji có muốn triệu hồi một vũ khí mà anh đã sử dụng trong quá khứ hay không. Cầm đồng xu trong tay Ryuji hỏi pháp sư tóc vàng anh có được giữ lại nó hay không. Pháp sư tóc vàng mỉm cười cho rằng nó là việc đương nhiên bởi vì anh chính là người đã một mình tiêu diệt con thần làn những tên trong đội bắt đầu mỉa mai ryuji khi một mạo hiểm xã lại cảm ơn vật phẩm rơi ra từ người con quái vật và nghĩ rằng ryuji thật sự tầm thường ryuji nhìn về phía anh ta bạn ánh mắt lạnh lùng khiến anh ta hoảng hốt mặc dù hoảng hốt nhưng anh ta vẫn gông mùm lên cãi hỏi ryuji có ý kiến gì với anh ta ryuji quay mặt đi không quan tâm tới bọn họ nữa anh biết rằng ma pháp sư chỉ sử dụng phép thuật mà không hề quan tâm tới vũ khí và bọn họ cũng không cần dùng tới vũ khí nhưng ryuji lại có thể dùng anh nhanh chóng nhét đồng tiền vàng vào trong túi xem như đây sẽ là lá bài tẩy của mình Ryuji tiếp tục đi vào trong đường hầm và giết chết một con rắn. Ma pháp sư dùng phép thuật để bổ trợ. Sau đó anh lại giết chết một con chó sói. Hệ thống vang lên anh đã được tăng cấp, lượng hải phòng và mobile banking đều đã được tăng lên, anh hét lên với không khí là nó quá mức ồn ào. Khiến cho pháp sư tóc vàng tò mò hỏi anh có chuyện gì, Ryuji giải thích với pháp sư tóc vàng là giọng nói ở thế giới này quá mức ồn ào. Anh ta khó hiểu hỏi Ryuji là có giọng nói gì. Thấy anh ta không hiểu, Ryuji cũng không muốn giải thích tiếp. Anh bực bội hỏi hệ thống đang có chuyện gì, hệ thống nhắc nhở anh hãy nhanh chóng nhìn về phía trước anh đi theo đoàn ma pháp sư đi vào một nơi vô cùng rộng lớn bọn ma pháp sư trong đội nói với nhau rằng có lẽ đã sắp đến lối ra bởi vì bọn họ đã di chuyển một đoạn đường rất dài lúc này bỗng nhiên trực giác của ryuji vang lên ryuji khác làm với cả đội là có nguy hiểm ở trên đầu nhanh chóng tránh ra nhưng bọn họ vẫn đứng im ở đó không làm theo một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống ngay chỗ của tên ma pháp sư hay châm biếm anh một con quái vật có màu đỏ và bộ móng vuốt sắc bén nhưng trên móng vuốt toàn là máu tên đồng đội tóc đen hoảng sợ nhìn về phía đó một gã khác cũng run lên cầm cặp vì sợ hãi một cô gái trong đội không thể nào tin được tại sao một hang động cấp đê lại xuất hiện con quái vật như thế này một con rồng to lớn xuất hiện trước mặt bọn họ khiến bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi tên tóc đen hoảng sợ đến mức đứng im tại chỗ sau khi hoảng hồn lại thì hắn bắt đầu bỏ chạy hắn ta chạy vào trong hang động ryuji gọi hắn ta lại muốn ngăn cản hắn chạy vào trong đó con rồng lúc này bỗng nhiên bắt đầu vỗ cánh nó bay lên bầu trời trên đầu của đám ma pháp sư bỗng nhiên nó quật đuôi của mình về phía cửa hang động những viên đá theo chiếc đuôi của nó bắt đầu rơi xuống đá rơi xuống càng ngày càng nhiều cửa hang động bị đá đổ xuống lắp đi chặn cửa ra đây là cửa ra duy nhất con rồng quay lại nhìn về phía bọn ma pháp sư nhóm ma pháp sư bắt đầu sợ hãi không biết phải làm gì tiếp theo ma pháp sư tóc vàng nói rằng chỉ còn một cách duy nhất nhưng khi nhìn về phía cửa hang lại bị đóng chặt một người khác trong đội hỏi mà có sự tóc vàng là cách gì anh ta nói rằng bây giờ bọn họ phải đánh lạc hướng của con rồng mọi người bắt đầu sử dụng ma thuật của mình những vòng sáng ma thuật liên tục hiện lên bọn họ muốn dùng ma thuật để đánh lạc hướng của con rồng nhưng những đòn đánh của họ rơi lên người con rồng như là gãi ngứa cho nó bỗng nhiên lúc này mắt của nó bắt đầu phát sáng nó há miệng ra và trong miệng nó cũng toàn là ánh sáng nhìn thấy tình hình này ma pháp sư tóc vàng bắt đầu la lên tình hình đã không ổn anh ta nói với đồng đội của mình nó đang bắt đầu thi chuyển một đòn đánh phép thuật và yêu cầu mọi người hãy nhanh chóng chạy ra khỏi đó anh ta hét lên với tất cả đồng đội của mình hãy nhanh chóng tránh xa ra khỏi con rồng đó bọn họ vừa chạy vừa nói làm sao bọn họ có thể thoát khỏi nó lúc này trong miệng của con rồng bắt đầu ngậm một quả cầu lửa nó phun quả cầu lửa tạo thành một đường thẳng về phía ma pháp sư khiến cho bọn họ bị trúng đòn trên đất đã toét ra một vết nước dài do đòn đánh của con rồng bọn họ run rẩy sợ hãi vì biết rằng bọn họ sẽ không thể nào thoát ra được khỏi con rồng này và tất cả đều phải chết ở đây ryuji cảm thấy đây đúng là một sức mạnh khủng khiếp nhìn thân hình của nó ryuji cảm thấy nó giống như là một cỗ xe tăng mà cỗ xe tăng sẽ yếu nhất ở phía trên đầu nhưng mà con rồng này lại hoàn toàn khác Ryuji bắt đầu suy nghĩ cách để tấn công nó. Ryuji chú ý đến phần bụng cứng cáp của nó và thấy trên bụng của nó xuất hiện một vết thương. Anh suy nghĩ bản thân mình nên thử một chút đánh vào vết thương nó. Anh bước từng bước đi về phía con rồng mà pháp sư tóc vàng hỏi anh muốn làm gì. Ryuji nói rằng anh muốn đi chứng thực một số suy nghĩ trong đầu. Anh mắt sau một tảng đá quan sát con rồng và đám ma pháp sư đang đối đầu nhau. Bỗng nhiên anh rút dao găm và phóng về phía con rồng. Dao găm cắt ngang ngực của con rồng. Trên đó để lại một vết thương dài con rồng bỗng chốc chú ý về phía Ryuji. Nó dùng đuôi của mình đập về phía tảng đá nơi Ryuji đang ẩn nấp, anh nhanh chóng lăn ra chỗ khác. Ryuji biết rằng con rồng đó không thể nào hạ gục theo cách của anh nhỉ. Anh suy nghĩ một chút nên đánh nó bằng cách nào. Vì rõ ràng đoàn tấn công ma thuật thì không để lại vết thương nào trên người của nó, anh muốn sử dụng vũ khí của mình. Ryuji nói với ma pháp sư tóc vàng hãy hỗ trợ cho anh giết con rồng. Ma pháp sư tóc vàng hoảng hốt khi nghe lời nói của anh. Những người khác cũng cảm thấy điều đó là một điều vô cùng vô lý nhưng mà pháp sư tóc vàng nhìn về phía bọn họ với ánh mắt cảnh cáo khiến cho bọn họ im lặng ma pháp sư tóc vàng không đồng ý với lời nói của anh và cho rằng một mình anh không thể nào hạ được nó ryuji nói rằng anh không yêu cầu bọn họ phải tên anh nhưng mà nếu như cứ tiếp tục như thế này thì tất cả bọn họ sẽ phải chết ma pháp sư tóc vàng rơi vào im lặng và bắt đầu suy nghĩ cuối cùng anh ta hỏi ryuji muốn làm gì một người khác trong đội tiến lên ngăn cản ý nghĩ của ma pháp sư tóc vàng nhưng nhanh chóng bị anh quát im miệng những người khác trong đội cũng bắt đầu nghe theo ý kiến của ryuji và chuẩn bị tư thế chiến đấu anh mỉm cười nhìn về phía bọn họ và an ủi bọn họ không cần phải lo hãy đặt tất cả niềm tin vào anh ryuji muốn bọn họ đánh lạc hướng nó mọi người bắt đầu dùng phép thuật của mình để khiến nó mất tập trung những đòn tấn công phép thuật rơi lên con rồng liên tục nó di chuyển chân của mình và xém vẫn chết cô gái đeo kính bọn họ bắt đầu hỏi nhau ryuji đã biến mất ở đâu vì bọn họ sợ rằng một mình anh bỏ chạy con rồng vẫn đứng im ở đó nhìn về phía mọi người nhưng mà nó đã lộ ra phần bụng của mình lúc nãy pháp sư tóc vàng đã chỉ cho ryuji cách sử dụng đồng xu chính là nhắm mắt lại và suy nghĩ đến thứ muốn có anh lấy đồng xu từ trong túi của mình ra sau đó cầm nó trên tay bóp chặt nó lại khiến cho nó vỡ vụn ra thành từng mảnh những mảnh vỡ của đồng xu phát ra ánh sáng màu vàng chói lóa trên tay của anh đang cầm một khẩu súng ngắm dài ryuji nghĩ rằng khẩu súng này chính là lựa chọn hàng đầu khi đối đầu với một con tanh a 12 hai bảy mm caliber anti material rifle pgm hay kết cầm khẩu súng trên tay anh cảm thấy đây chính là nghề của mình nhưng mà anh không thể nào thay đổi vị trí được ryuji muốn hạn nó chỉ trong một đòn đặt tay lên cỏ súng sẵn sàng ryuji sau khi nắm rõ mục tiêu thì bắn một phát đạn về phía con rồng viên đạn xuyên thẳng đến cổ của con rồng đâm qua lớp da dày của nó phát đạn này khiến cho cổ của nó nổ tung và cũng khiến cho tất cả những người chứng kiến đều kinh hoàng con rồng nhanh chóng ngã gục xuống tất cả mọi người đều không tin vào sự kiện trước mắt đến khi nó bị hạ vẫn còn hoang mang con rồng to lớn bây giờ chỉ còn lại cái xác ngã xuống trước mặt tất cả mọi người những đồng tiền vàng rơi ra từ người của con rồng chất thành một núi tiền những người trong đội chạy đến mừng rỡ vì lần đầu tiên bọn họ thấy nhiều vật phẩm rơi ra như thế hệ thống vang lên bạn đã thăng cấp rất nhiều lần đến mức không thể nào đếm được khiến cho lỗ tai của ryuji lùng bùng lúc này sự chú ý của anh rơi vào một thứ ở trên mặt đất anh bước đến và nhặt nó lên thì phát hiện nó là một chiếc giày trẻ em anh không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây mà pháp sư tóc vàng vui vẻ đến gần ryuji anh ta phấn khích việc cuối cùng ryuji đã làm được bọn ma pháp sư trung đội vẫn không thể nào tin được bọn họ đã hạ được con rồng và đang chìm vào trong phấn khích lúc này bỗng nhiên ryuji đưa chiếc giày trẻ em đến trước mặt của tên pháp sư tóc vàng bà hỏi hắn là chiếc giày này của ai tại sao nó lại có ở đây và kích thước của chiếc giày chắc chắn là của một đứa trẻ nhưng khi nhìn thấy chiếc giày thì bọn ma pháp sư lại hoảng sợ và tìm cách giải thích mà pháp sư tóc vàng nói rằng nó thuộc về một đứa trẻ mà bọn họ đang tìm kiếm cậu nhìn anh ta và bắt đầu gần giọng bảo anh ta phải giải thích cụ thể bọn họ nói rằng kể từ lúc bắt đầu bọn họ đã cùng nhau nhận nhiệm vụ tìm kiếm đứa trẻ mất tích tuy nhiên trong lúc tìm kiếm một thành viên của bọn họ đã bị bắt cóc thành viên của bọn họ chính là một cô gái bị lũ goblin bắt đi và hầu hết lũ trẻ cũng hay bị goblin bắt đi ryuji nhìn về phía bọn họ hỏi bọn họ có phải sau đó bọn họ đã nhận nhiệm vụ tìm những đứa trẻ hay không bỗng nhiên lúc này tất cả mọi người đều mang vẻ mặt có lỗi rơi vào im lặng mà pháp sư tóc vàng nói rằng bọn họ đã có ý định rút lui nên bọn họ ưu tiên chạy trốn khỏi nơi này trước ryuji tức giận hỏi bọn họ tại sao có thể bỏ rơi đồng đội của mình và chạy trốn như vậy một gã mà pháp sư gào lên với ryuji rằng anh không cần đùa với bọn họ nói rằng bọn họ không hề mạnh như anh lúc này ma pháp sư tóc vàng nhắc nhở hay hãy hạ cái tôi xuống ma pháp sư tóc vàng giải thích với cậu rằng trong đám quái vật trong hầm ngục này không phải thứ nên xuất hiện ở hầm ngục ranh đề một người khác nói tiếp trường hợp này là do dù mạo hiểm giả đánh sai bất cẩn ma pháp sư tóc vàng cũng đồng ý với điều đó anh ta cho rằng họ đã đánh giá sai về lũ Goblin. bởi vì chúng có thể không đông nhưng lại rất nguy hiểm khi sống theo bầy đàn hơn nữa chúng còn cố gắng thu hút bọn họ bằng con tin có nghĩa là hang ổ của bọn nó ở ngay đây bỗng nhiên anh ta đưa hai ngón tay về ryuji nói với anh là anh ta sẽ làm rõ cho anh biết hai điều. Điều thứ nhất chính là khi ranh của một hầm ngục bị phát hiện ra có đánh giá sai sót, thì tất cả các yêu cầu nhiệm vụ bị vô hiệu chứ không phải bọn họ từ bỏ nhiệm vụ, nên bọn họ phải đưa ra yêu cầu nhiệm vụ cho những mạo hiểm giả ranh cao hơn. Và điều thứ hai chính là bọn họ chỉ là một nhóm tự ghép với nhau để nhận nhiệm vụ này, nên vốn dĩ bọn họ không phải là đồng đội của nhau. Nghe đến đây tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng và khó chịu. Anh ta nói tiếp, mạo hiểm giả không phải anh hùng hay là chiến binh can đảm cho nên bọn họ chỉ làm để có tiền nuôi sống bản thân nghe đến đây cuối cùng ryuji cũng đã hiểu ma pháp sư tóc vàng gật gù nhưng trong lúc này ryuji đã bỏ đi khiến anh ta hoang mang anh ta hỏi ryuji muốn đi đâu ryuji đáp bản thân sẽ đi đến nơi gọi là động goblin và hỏi anh ta nó có phải ở ngay phía trước đúng không anh ta nhanh chóng cản ryuji lại không muốn anh đi về phía trước ryuji nói rằng bọn họ chỉ muốn chạy trốn và quyết định đó cũng không hề sai sau đó ryuji tiếp tục bước về phía trước ryuji nói rằng những lý do đó không đủ để thuyết phục anh Ryuji nhìn về phía những người đang ngồi đếm những đồng xu anh hỏi bọn họ còn đồng xu nào triệu hồi vũ khí trong đó hay không. Hay nói với anh rằng không có mà chỉ toàn là kho báu và đá quý. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh bước thẳng vào trong hang động bỏ lại lời gọi của ma pháp sư tóc vàng. Ma pháp sư tóc vàng hoảng hốt với suy nghĩ trong đầu của mình. Anh ta nghĩ Ryuji sẽ phải đi chịu chết nếu như một mình đơn độc đến đối đầu với Goblin. Lúc này, Ryuji đang một mình đi thẳng vào trong hầm đen tối. Bỗng nhiên anh dừng lại và có cảm giác chúng đang ở rất gần anh trong hang động của goblin, bọn chúng đang treo những đứa trẻ và một cô gái đã bắt được trên một cái cột. hai đứa trẻ đang khóc vì hoảng sợ. cô gái cố gắng an ủi bọn trẻ rằng sẽ có người tới cứu bọn họ nên không cần phải lo lắng. lúc này lũ goblin bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía của hang động. bọn chúng bắt đầu hét lên điên cuồng. nhưng mà một con dao đã cắt đứt đầu của một tên đang la hét. ryuji bước vào cầm trên tay con dao găm và bắt đầu săn lũ goblin. cô gái chọn tròn mắt nhìn về phía cảnh tượng trước mặt. bọn goblin sợ hãi khi đối mặt với anh bắt đầu lùi lại cầm trong tay con dao găm anh thủ thế tấn công và hét lên với bọn chúng xếp hàng bốc số để xuống địa ngục nào những con gò blin lao về phía anh như mà nói anh phóng một bước dài cầm theo dao găm lao về phía bọn chúng mỗi nơi anh đi qua đều có một con gò blin rơi đầu giống như là anh đang đi trên ruộng để gặt lúa đã chín vậy sau đó anh chạy nhanh về phía cây cột đang của cô gái và hai đứa trẻ nhanh chóng cắt dây thần khiến cho bọn họ rơi xuống anh đáp xuống đất một cách hoàn mỹ ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn về phía cô gái cô gái này vô cùng hoảng hốt nhìn về phía anh anh hỏi cô là có đang ổn hay không. Nhưng cô gái hoang mang hỏi anh là ai. Anh giải thích rằng anh đã nghe về cô từ các đồng đội của cô, cô bất ngờ hỏi bọn họ có bị gì không. Nhưng Ryuji quay mặt đi không muốn giải thích và nói rằng trước tiên phải ra khỏi nơi này đã. Nhìn về phía bọn Goblin đông đúc anh cảm thấy chúng quá đông khiến cho anh nhàn chán. Cô gái tóc vàng nói rằng nếu như bây giờ kiếm của cô ấy có thể ở đây thì sẽ giúp cho anh một tay. Bắt được trọng tâm, Ryuji hỏi cô gái là kiếm của cô đang nằm ở đâu. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng không biết vì nó đã bị đám goblin lấy mất, nghe đến đây anh biết là cô sẽ không thể nào lấy lại được kiếm của mình nên chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Anh lao về phía trước và biến mất khỏi ba người, anh chạy như bay về phía lũ goblin. Vừa giết bọn chúng vừa nói với cô gái là hãy bảo vệ đám trẻ. Anh vừa đánh vừa chạy về phía trước cảm thấy không thể nào hạ hết bọn chúng được. Bởi vì con dao sẽ sớm bị hỏng sau khi nhóm máu của bọn này. Bỗng nhiên một tiếng hát của cô gái khiến cho anh giật mình. Một con goblin đang muốn đánh chết cô gái, anh nhanh chóng bay về phía nó để ngăn cản anh cầm con dao chém về phía con goblin nhưng mà dao bị trượt do so chúng có khá nhiều cơ và thịt nó nhanh chóng phản đòn lao về phía anh chiếc rìu của nó chém vào thanh dao găm của anh vang lên một tiếng kim loại sắc bén anh bực bội dùng chân đá nó ra khỏi người của mình cô gái nhìn thấy tay của anh đã bị thương nên hỏi rằng tay của anh có thực sự ổn hay không anh đáp bản thân mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu anh ra lệnh cho cô là trong khi anh thu hút đám gò goblin thì cô phải chạy nhanh nhất có thể anh sẽ câu cho cô một chút thời gian để cô có thể chạy nhưng cô gái nhanh chóng hét lên không đồng ý với ý kiến của anh cô ấy nói muốn ở lại bên cạnh để chiến đấu cùng anh nhưng anh không cho là như thế anh cảm thấy an toàn của người dân là trên hết cuối cùng thì cô ấy cũng đã hiểu và chuẩn bị đi về phía trước nhưng anh cảm thấy đối phó bọn này rất khó để rút lui an toàn bởi vì đa số bọn chúng đều quá nhanh cho nên sẽ hơi tốn công để hạ bọn chúng anh nhìn về phía màn đêm đen tối không biết bọn chúng còn bao nhiêu và phải mất bao lâu anh mới hạ hết được bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hát chỉ huy đồng đội sử dụng ma thuật của anh chàng pháp sư tóc vàng bọn họ đang chiến đấu ở trước mặt anh. Các từ tóc vàng ra lệnh cho tất cả mọi người phải bao bọc cơ thể bằng ma thuật. Cô gái tóc vàng vui vẻ vì nhìn thấy đồng đội của mình cuối cùng cũng đã đến. Nhưng chỉ có một mình anh cảm giác không hiểu được tại sao mấy người đó lại ở đây. Pháp sư tóc vàng nói với Ryuji nếu như để anh ở lại một mình thì bọn họ sẽ cắn rứt lương tâm. Cho nên mặc dù sợ hãi nhưng bọn họ vẫn đến đây và chiến đấu. Anh nhìn về phía bọn họ với ánh mắt mềm mại. Sau đó mỉm cười một cách vui vẻ. Ryuji hỏi cô gái bên cạnh của mình ý của ma pháp sư tóc vàng ma lực là sao? Cô gái giải thích rằng đám goblin sử dụng ma lực bao lấy cơ thể để nâng cao khả năng thể chất. Cô ấy nói rằng mặc dù nó khá hiếm nhưng cô cũng đã từng nghe mạo hiểm giả không thể sử dụng ma thuật có thể làm được nó. Nghe đến đây cuối cùng anh đã hiểu lý do bọn chúng di chuyển một cách nhanh nhẹn như vậy, nhưng mà anh cảm thấy mình không làm được. Bỗng nhiên hệ thống vang lên nói rằng điều này hoàn toàn có thể. Và nó muốn anh nhìn vào bảng trạng thái của mình. Hệ thống nhắc nhở anh nhìn vào thứ gọi là megapixel, giải thích megapixel là ma lực và đó là chỉ số ma lực hiện tại của anh lúc anh đang nhìn về phía hệ thống thì những ma pháp sư vẫn đang chiến đấu với goblin nhưng bọn chúng có vẻ vô cùng mạnh mẽ khi có sức mạnh ma thuật bao quanh cơ thể nhìn về cách bọn chúng sử dụng cuối cùng thì anh cũng đã hiểu anh nhanh chóng học theo và dùng ma thuật bao quanh cơ thể của mình tạo nên ánh sáng màu đỏ lúc này những con goblin nhìn về phía anh với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhưng chưa kịp để bọn chúng hoảng sợ thì bọn chúng đã mất mạng ngay tại chỗ ryuji cảm thấy có ma thuật thật là tiện lợi cô gái tóc vàng hoảng sợ cảm thấy anh thật tuyệt vời khi vừa nói thì anh đã hiểu được cách dùng ma thuật ngay lập tức lúc này anh biết từng bước đến trước mặt đám goblin bỗng nhiên tiếng hét từ phía sau thu hút sự chú ý của anh một con goblin chúa xuất hiện và đi ra từ phía cửa hang động đến trước mặt anh nó vô cùng vạm vỡ và có cả các trang bị cần thiết ryuji biết rằng chắc chắn nó chính là vua goblin lúc này tất cả ma pháp sư đều chìm trong sự hoảng loạn pháp sư tóc vàng ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng chạy bởi vì bọn họ không thể đối mặt nổi với nó lúc này nó mở miệng cười một nụ cười nham hiểm ryuji cảm thấy anh không hề có vấn đề gì khi mà đối đầu với nó Lúc này con Goblin vua đã nhảy đến tấn công từ phía trên của Ryuji. Mong vuốt của nó cào xuống người anh. Nhưng mà Ryuji đã nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của nó. Anh nắm nắm đấm lại và lao về phía con vua Goblin. Di chuyển với tốc độ ánh sáng về phía nó. Nắm đấm này xuyên thủng qua bụng của nó. Tốc độ quá nhanh đến mức nó không kịp phản ứng lại. Lúc này nó đã hét lên đầy đau đớn và run rẩy vì sợ hãi. Nó bắt đầu từ từ gục xuống. Sau đó nó gục ngã chỉ trong một cú đấm của Ryuji pháp sư tóc vàng hoảng sợ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và những người khác hoàn toàn không thể nào tin được vào mắt của mình kể cả cô gái tóc vàng cũng hoang mang những con goblin còn lại bắt đầu sợ hãi và run rẩy chúng biết rằng không thể nào đánh thắng được ryuji nên nhanh chóng bỏ chạy tán loạn anh nhặt thanh kiếm của cô gái tóc vàng lên sau đó đưa trả lại cho cô với vẻ mặt ngơ ngác cảm ơn anh những đứa trẻ lúc này vẫn lao đến và gọi ryuji bọn chúng nhìn anh với ánh mắt phát sáng lấp lánh và khen anh thật sự rất đỉnh bọn chúng nói rằng bọn chúng không bỏ cuộc vì cô gái tóc vàng đã nói với chúng rằng chắc chắn sẽ có người đến cứu anh xoa đầu bọn chúng và đồng ý với lời nói của chúng lúc này cô gái tóc vàng vẫn chìm trong sự hoang mang cô không thể nào tin được người đàn ông trước mắt đã hạ goblin mà không cần bất cứ trang bị gì cô vẫn hoang mang không biết cuối cùng anh thật sự là ai những xác chết của goblin bắt đầu tỏ ra khói màu tím bọn chúng dần dần tan biến vật phẩm trên người bọn chúng bắt đầu rơi ra có những đồng tiền và châu báu cả những thứ mà ryuji không hề biết những thành viên trong đội bắt đầu giành giật kho báu và cười đùa một cách vui vẻ ryuji cũng đang thu thập kho báu cho mình cô gái tóc vàng luôn luôn chú ý đến anh pháp sư tóc vàng ra hiểu cho mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này một thôn làng yên bình vào buổi sáng những thôn dân đã đứng chờ ở cửa làng có hai người chạy đến đó những đứa trẻ đã bị thất lạc họ bước đến ôm những đứa con của mình và vui mừng đến rơi nước mắt sau đó họ cúi đầu một cách chân thành cảm ơn pháp sư tóc vàng trong sự bối rối của anh anh nhanh chóng chỉ về phía sau ryuji mới chính là người đã cứu bọn trẻ Ryuji ngại ngùng nhận lấy lời cảm ơn của người dân. Tất cả thành viên trong đội nhìn về phía anh mỉm cười khi thấy Ryuji bối rối khi nhận lời cảm ơn như thế. Pháp sư tóc vàng hỏi Ryuji có thật sự ổn hay không khi mà anh chia cho bọn họ nhiều như thế. Bởi vì bọn họ đã giữ phần lớn những vật phẩm rơi ra. Ryuji tỏ vẻ không để ý, anh nói nếu như không có bọn họ thì anh cũng sẽ không thể ra khỏi hầm ngục. Nhưng lúc này Pháp sư tóc vàng đang nghĩ là nếu như anh không ra khỏi hầm ngục được thì chắc bọn họ ra khỏi chắc bỗng nhiên pháp sư tóc vàng nói rằng nếu như không có anh thì bọn họ cũng không thể sống sót ra khỏi đó sau đó cầm lấy một bao vật phẩm đưa cho ryuji anh ta mỉm cười một cách nghĩa khí nói rằng ai cũng phải cần tiền để sống mà nghe thấy như thế cuối cùng ryuji cũng nhận lấy túi vật phẩm anh mỉm cười nhìn về phía ma pháp sư tóc vàng và thấy hợp mắt hơn cuối cùng thì bữa tiệc nào cũng phải chia tay ryuji nhanh chóng chào tạm biệt đồng đội của mình dẫn theo cô gái tóc vàng rời đi anh hỏi cô gái tóc vàng làm thế nào để đổi những vật phẩm thành tiền cô ấy nói rằng anh có thể đi đến du mạo hiểm giả cô ấy chỉ đường cho anh đến nơi đó nó nằm ở hầm mục băng qua mấy ngọn núi bên kia cuối cùng thì anh đã hiểu anh nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi nhưng cô gái giữ ryuji hỏi anh tính đi bộ qua bên đó hay sao ryuji suy nghĩ chốc lát cảm thấy bản thân không có tiền nên đành phải như vậy thôi chứ biết sao bây giờ cô gái nói rằng cô ấy có thể trả tiền xe cho anh nên anh hãy thuê xe nhưng anh không muốn làm phiền như thế cô ấy chân thành nói với anh rằng đó là thay lời cảm ơn anh đã cứu cô và xin anh hãy để cô giúp anh một lần không còn cách nào khác nên anh đành phải nhận lời cảm ơn này cô gái thở phào nhẹ nhõm cô cảm thấy anh thật sự rất kỳ lạ mặc dù là một người rất mạnh nhưng cứ như mang trên mình một nghĩa vụ giống như anh đến từ một thế giới khác một chiếc xe ngựa được đậu ở trước một cửa tiệm nơi đây là một nhà nghỉ ông chủ nhà nghỉ nói rằng bọn họ chỉ còn có một phòng dành cho hai người cô gái nhanh chóng đồng ý ryuji lại cảm thấy không ổn khi hai người bọn họ lại có thể chung một phòng nhưng cô gái này lại không cho là như vậy ryuji suy nghĩ có lẽ đây chỉ là một điều bình thường của mạo hiểm giả ông chủ nhà nghỉ hỏi bọn họ có phải là đang cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật hay không sau đó ông ấy nở một nụ cười tự tin như đánh kem phóng sự cô hoang mang nhìn về phía ryuji với vẻ mặt nghi ngờ còn anh thì đứng giữa người vì ngại ngùng bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng lúc này cô mới kịp phản ứng và bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt cô luống cuốn giải thích với ông ấy là bọn họ không phải là như thế ngại ngùng đến mức bẻ gãy cây viết trong tay sau khi một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng cô đã quyết định thuê hai phòng cho bọn họ ryuji nói với cô rằng có lẽ bọn họ sẽ phải rời đi vào ngày mai cô đồng ý và yêu cầu bọn họ phải ngủ sớm anh cũng đồng ý với điều này Ryuji đặt mình lên chiếc giường mềm mại sau một cuộc chiến đấu dài dẳng. Sau đó anh gọi giọng thế giới có ở đó không, giọng nói nhanh chóng đáp lại lời gọi của anh. Anh ngồi bật dậy hệ thống nói rằng có rất nhiều điều anh muốn biết nhưng nó chỉ có thể cho anh biết được một vài thứ. Nhưng thật ra anh chỉ có một điều mà muốn biết ngay lúc này, chính là anh có thể quay lại trái đất được hay không, hệ thống nói rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Lúc này trong phòng cô gái đã bắt đầu thay đồ để chuẩn bị đi ngủ. Hệ thống nói rằng trên thế giới này có 10 điểm có thể giúp anh quay lại và anh có thể quay lại nếu như anh chinh phục một hầm mục sử thi anh tò mò về hầm ngục huyền thoại này lúc đó pháp sư tóc vàng đã nói hầm ngục huyền thoại và sử thi cũng tồn tại nhưng mà chúng rất đặc biệt sau khi nghe được đáp án mình cần biết anh nằm ra giường và muốn đi ngủ nhưng hệ thống nói rằng anh có thể hỏi thêm một vài câu hỏi khác nhưng mà anh không quan tâm nó bởi vì bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ sáng sớm hôm sau cuối cùng hai người bọn họ cũng đã lên đường cô gái chỉ anh nhìn về một phía anh nhìn theo hướng chỉ của cô ấy nơi đó chính là thành phố hầm ngục reddum bọn họ đi vào trong thành phố náo nhiệt và phồn hoa Ryuji hỏi cô đây thật sự là thành phố hầm ngục Redden sao? Cô trả lời một cách chắc chắn. Cô giải thích có một hầm ngục huyền thoại ở bên dưới cái hố lớn dưới kia, mọi người kể lại rằng hạnh phúc này đã được xây dựng bởi những mạo hiểm xã cùng nhau chinh phục hầm ngục đó. Một thành phố phát triển bên trên một hầm ngục nơi này rất đông đúc và nhộn nhịp. Cô cũng nói với anh rằng nơi đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Những chủng tộc khác nhau chung sống một cách hòa bình. Nhưng mà nghe đến đây bỗng nhiên anh không còn gì để hỏi nữa. Cô bực bội nhìn về phía anh. Cô muốn anh sau này gọi cô là Fazia. Anh đồng ý với vẻ mặt miễn cưỡng còn cô thì cảm thấy không hài lòng với vẻ mặt của anh. Ryuji không hiểu tại sao khi giới thiệu tên thì cô không hề giới thiệu về họ của mình và có một vài tình huống khiến cho anh không hiểu. Bỗng nhiên anh gọi tên cô khiến cho cô giật mình. Nhưng mà cô vui vẻ đáp lại lời anh bởi vì cuối cùng anh cũng đã chịu gọi tên của cô. Nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế Ryuji bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi có phải bọn họ đang trên đường đi tới rụt mạo hiểm giả hay không. Cô gật đầu xác nhận suy nghĩ của anh là đúng lúc này anh mới hỏi ra thắc mắc của mình run mạo hiểm giả rốt cuộc là cái gì khiến cho cô vô cùng bất ngờ cô hỏi có phải anh đang cố tình đùa cô hay không nhưng cuối cùng cô vẫn giải thích là nơi đó hỗ trợ rất nhiều cho mạo hiểm giả và các hoạt động từ run cũng vô cùng đa dạng trao thưởng nhiệm vụ đến đánh giá danh mạo hiểm giả rồi kẻ đánh giá hầm ngục và cung cấp vũ khí cho mạo hiểm giả mua bán cả những vật phẩm rơi ra và tổ chức trải dài trên khắp quốc gia trên lục địa này sức ảnh hưởng và sức mạnh của nó là trên cả một quốc gia nghe đến đây cuối cùng anh cũng đã hiểu anh muốn đến đó để bán những vật phẩm của mình còn lúc này thì cô bắt đầu mua thịt nướng. Fazia đưa một sâu thịt nướng cho Ryuji. Cô giải thích với anh phải đăng ký làm mạo hiểm giả mới có thể trao đổi được. Sau đó hai người bắt đầu ăn thịt nướng một cách ngon lành. Ryuji bắt đầu suy nghĩ về mạo hiểm giả, bởi vì anh phải chinh phục hết mấy cái hầm ngục đó mới có thể trở về, vậy thì những thứ cơ bản nhất cần phải có giống như một chiếc vé thông hành. Fazia nói rằng cô ấy chắc chắn Ryuji là Aran. Ryuji cũng hỏi cô ấy là Aranh gì. Bỗng nhiên cô ngại ngùng và nói rằng bản thân mình chỉ là mạo hiểm giả Aranh C cuối cùng thì hai người cũng đã đi tới rút mạo hiểm giả trong rút vô cùng đông đúc không khí rất nhộn nhịp những người trực rút đang nói phó với mạo hiểm giả một cách miễn cưỡng các mạo hiểm xã khác thì đang cười đùa uống bia một cách vui vẻ một số khác thì đang nhìn bảng nhiệm vụ fazia đến trước mặt nhân viên của rút muốn đăng ký cho ryuji làm mạo hiểm giả cô ấy hỏi anh có thể viết hay không anh hiểu được ngôn ngữ của bọn họ nhưng không thể nào hiểu được chữ viết của bọn họ nên nhanh chóng nói là không nhân viên tỏ vẻ đã hiểu và nói rằng sẽ ghi lại cho anh cô ấy hỏi anh về loại ma thuật mà anh đã sử dụng nhưng anh nói rằng anh không hề sử dụng ma thuật khiến cho cô gái không hiểu anh đang nói gì. Nhân viên nói rằng một người không thể sử dụng ma thuật thì khó để đăng ký thành mạo hiểm giả, nhưng Fazia muốn giải thích cho anh mặc dù anh không sử dụng ma thuật nhưng lại rất mạnh. Hai người đã thu hút sự chú ý của những người khác ở trong rùi. Cô ấy nói rằng anh đã giết được cả vua Goblin và rồng, đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng khiến cho những người có mặt đều bất ngờ. Nhưng mà sau đó bọn họ phá lên cười một cách khoái chí. Một người trong số đó mỉa mai Ryuji là một tên nhóc không biết trời cao đất dày, một người khác thì nói trong anh như kẻ lừa đảo. Fazia bực bội hỏi những người đó tại sao dám xúc phạm Ryuji nhưng được anh ngăn cản lại. Một người trong đám đó nói rằng Fazia đã bị lừa bởi vì trong anh ta không thể nào có thể giết được vua Goblin và rồng. Một người khác đứng lên nói hay gì đi theo Ryuji thì cô nên đi theo với bọn họ. Sau đó dễ tay nắm lấy tay cô và nói rằng mọi thứ sẽ rất vui vẻ. Cô tức giận mở trừng mắt. Lúc này một cánh tay bắt lấy tay của gã đó. Ryuji cầm lấy tay của gã và bắt gã phải buông nó ra khỏi người của Fazia. Ngã ba bực bội hỏi Ryuji muốn gì, nhưng anh chỉ nói rằng cô ấy đang rất khó chịu và không muốn gà ta chạm vào. Gà ta tức giận hét lên một tên rác rưởi không sử dụng được ma thuật như Ryuji lại dám lên mặt dạy đời gã. Fazia cảm thán có lẽ lão ta sắp bị phân thành hai mảnh tới nơi. Gà ta nói với những đồng bọn của mình dạy cho Ryuji một bài học thích đáng. Bọn họ bắt đầu quay quanh hai người. Ryuji hữu thế tấn công nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Nhân viên khuyên can bọn họ hãy bình tĩnh. Một người tóc đỏ bước đến và hỏi bọn họ đang làm cái quái gì vậy ông ta hét lên với mọi người ai đang gây rối trong rui của ông ta chủ rút nhìn về phía ryuji với ánh mắt bất thiện ryuji cũng nhìn về phía lão ta lúc này những tên côn đồ trên con đò lúc nãy bắt đầu im miệng tỏ ra không biết gì lão ta nói với ryuji đằng trước giờ chưa từng thấy mặt ryuji anh hỏi fazia ông ấy là ai cô nói rằng ông ấy chính là hội trưởng của rui này ông ta hỏi về phía những tên muốn gây hấn lúc nãy bọn họ nói rằng bọn họ chỉ muốn trao đổi chiêu thức một chút nhưng mà ông ta không cho là như vậy lúc này bỗng nhiên hắn ta mỉa mai hội trưởng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và cao ngạo ông ấy cho một đấm vào bụng của hắn và khiến hắn ọc ra sữa mẹ nhìn về phía hai tên côn đồ trước mắt hội trưởng cho bọn hắn biết rằng đây là dùi của ông ấy và cảnh cáo bọn họ nên biết rằng gây chuyện xong thì đừng nghĩ đến việc chạy khỏi đây ryuji nhìn về phía lão ta với ánh mắt sắc bén lão ta hỏi anh muốn nói gì sau đó đưa vẽ mặt khó chịu đến trước mặt của anh nhân viên giải thích cho lão những người này chỉ muốn đăng ký làm mạo hiểm giả nhưng lại không có sức mạnh ma pháp lão ta nở một nụ cười khó hiểu nhìn về phía Ryuji. Ông ta hỏi cậu muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả sao, cậu gật đầu đồng ý. Nhưng sau đó bỗng nhiên Ryuji quay mặt đi và nói rằng cậu đã thay đổi ý định sau khi nhìn thấy ông ấy. Ông ấy hét lên kêu Ryuji hãy đứng lại. Và mỉm cười mỉa mai cậu không nên rụt rè bởi vì ông ấy sẽ đích thân kiểm tra Ryuji. Phía sau Jun mạo hiểm giả, ngay trong sân tập hai người họ đang đối đầu với nhau. Những tên lúc nãy nói Fazia lấy làm tiếc cho đồng đội của cô khiến cô khó hiểu. Lão ta giải thích sở thích của hội trưởng chính là xoay vòng, và gây khó dễ cho các mạo hiểm giả, có nhiều trường hợp bị đánh cho tơi tả và dập tất cả ước mơ. Fazia nói rằng nếu là như thế thì không cần phải lo lắng, khiến cho tên tóc đen nhìn cô bên mắt khó hiểu. Cô nhìn hắn và nói rằng chắc chắn Ryuji sẽ không bao giờ thua. Bọn họ không hiểu cô đang lấy sự tự tin ở đâu. Lão ta bắt đầu nhìn về phía cậu và tỏ vẻ thách thức nói rằng Ryuji có thể đến bất cứ lúc nào. Ryuji nghĩ rằng nếu như là một trận đấu tay đôi thì đúng với mong muốn của anh, nhưng mà đối thủ của anh lại sử dụng ma thuật. Nên anh muốn xem đối thủ của mình sẽ làm gì trước, Lúc này lão ta đã ra chiêu. Phóng một tia lửa về phía anh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, anh cũng đã né được nó. Lão ta nở một nụ cười bí hiểm. Anh hoảng sợ nhìn về phía dưới của mình. Lão ta đấm một cú đấm xuống nền nhà khiến cho nó vươn lên cao, nhưng anh cũng đã tránh thoát được. Lão ta mỉm cười khen anh né rất tốt. Nhưng anh đang không hiểu đoàn vừa rồi của lão ta là sao. Lúc này trên khán đài Fazia cũng vô cùng kinh ngạc khi lão ta có cả hệ lửa và hệ đất là một pháp sư song hệ. Lúc này trên đầu lão hiện lên màn hình tên là Zio có ma thuật nữa cấp 54 và ma thuật rất cấp 49. Mạo hiểm giả trời sinh có ma thuật trong người, bản thân ma thuật không có hình dạng cụ thể. Nhưng khi biểu hiện ra bên ngoài thì nó được chia thành 4 nguyên tố. Đa số mọi người đều có thể sử dụng ma thuật. Nhưng người có thể sử dụng hai nguyên tố thì lại rất là hiếm. Những người gây hứng trên khán đài cảm thấy Ryuji sẽ sớm bị hạ gục. Lão ta cười lên điên cuồng là nói rằng đây sẽ không phải là một cuộc kiểm tra nếu như Ryuji cố chạy trốn như thế. Ryuji vừa né đòn, cũng cảm thấy đúng là như vậy. Ryuji nhận ra đoạn tấn công của lão ta rất nhanh nhưng lại quá mức dễ đoán, và cậu muốn dùng cả ma lực và tốc độ của bản thân. Thì chắc chắn mấy lần này không thể chạm nổi tới một cọng tóc của Ryuji, anh vừa nghĩ vừa chạy thẳng tới chỗ lão ta đang đứng. Sau đó cho lão một cú đấm khiến lão bị hất lên. Lão ta nhanh chóng ổn định lại thân thể và tiếp tục sử dụng ma thuật nữa của mình tấn công về phía Ryuji. Anh nhanh chóng nhảy lên né đòn đánh của lão. Sau đó từ trên không anh lao thẳng xuống chỗ của lão ta. Lão ta hoảng sợ dùng tay che mặt và lùi lại nhưng lúc này bỗng nhiên chân của lão đạp trúng một cục đá trên đất khiến cho lão ta mất thăng bằng nhân lúc lão ta đang mất thăng bằng ryuji tung một nắm đấm về phía lão ta nắm đấm của ryuji đưa đến trước mặt của lão lão ta nhắm mắt để đón nhận thì bỗng nhiên nắm đấm dừng lại cách mũi lão chỉ 2 cm lão ta run rẩy vì thật xuống không thể tin được nhìn về phía ryuji tất cả những tên mỉa mai ryuji vừa rồi cũng cảm thấy không thể tin được vào mắt mình chỉ có fajia cảm thấy đây là một điều bình thường anh nhìn về phía lão ta và hỏi cuối cùng kết quả kiểm tra của anh là gì lão ta cắn chặt răng tỏ vẻ tức giận sau đó lão ta nói nếu như ryuji không thể sử dụng ma thuật thì lão sẽ không chứng nhận cho anh làm mạo hiểm giả lúc này những người trên khán đài đều cảm thấy lão ta tào lao và lật lọng lão ta trừng mắt nhìn về phía bọn họ và nói rằng lão ta là hội trưởng cho nên lão là luật dám chống lại lão người lão sẽ thu hồi hết giấy chứng nhận của bọn họ lúc này tất cả mọi người đều rơi vào im lặng bỗng nhiên lúc này nhân viên chạy vào nói với lão là đã xảy ra chuyện một con trâu đang đi vào trong thành phố vì đã thoát khỏi hầm ngục lão ta hoảng sợ nhìn về phía nhân viên của mình và không tin được vào tai chuyện mình vừa mới nghe được người dân trong thành phố đều đang hoảng loạn bỏ chạy con quái vật trô vẫn đang đi lại trên thành phố như không người một cái bảng hiện lên trên đầu nó nó có level là 37. nó hung hăng gào lên một cách giận dữ sau đó nó dùng tay đập nát những cửa hàng trên phố bỗng nhiên có một thứ gì có cả đất và một tia ma thuật đó bắn về phía nó nhưng mà nó né được đòn đánh những pháp sư đang cố gắng tấn công về phía nó một cách điên cuồng tạo nên một vụ nổ lớn che kín cả con đường nhưng bao nhiêu đó không hề hấn gì tới nó, con quái vật đưa tay bắt lấy một chàng trai gần nhất. Chàng trai nhanh chóng bị nó túm lấy trong lòng bàn tay. Khói bụi văn lên mịt mù do sức tấn công của nó. Nó phải bước đi về phía trước mặc kệ những pháp sư đang tấn công về phía nó. Những pháp sư đó biết là bọn họ chỉ đang cố gắng vô ích và lãng phí năng lực của ma thuật nhưng mà nếu như cứ như thế này thì thành phố sẽ bị phá hủy. Trong lúc này lão hội trưởng vẫn còn đang hoang mang khi nghe tin một con trô trốn thoát khỏi hầm ngục. Lão ta nói rằng lão ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện này xảy ra từ trước đây cho nên lão không hề tin. Fazia vô cùng lo lắng khi nghe được tin này nhưng mà điều này đã từng xảy ra ở trước đây. Lão ta hoảng sợ tới mức tái mét cả mặt. Bảo tao bắt đầu riêng gì không hiểu tại sao nó lại xảy ra tại thành phố của lão. Một người trong số đó hỏi lão bây giờ nên làm gì có nên thành lập một đội trinh phạt hay là bọn họ nên giải tán. Lão hoảng sợ và cảm thấy vô cùng hoang mang chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này Ryuji tả mặc kệ lão ta và quay người đi ra ngoài. Fazia nhìn về phía cửa hỏi anh đang đi đâu. Ryuji nói rằng anh sẽ đi đến cái nơi gọi là Chô xuất hiện cô nhanh chóng đuổi theo anh bởi vì cô cũng muốn đi lúc này cũng có vài người nhanh chóng chạy theo anh lão ta và một nhóm người còn lại sững sờ nhìn về phía cửa ra vào vừa đi anh vừa hỏi fazia cho là gì cô giải thích với anh là một chủng tộc hình người lớn có cơ thể to lớn hơn cả một con óc và nó có năng lực thể chất rất mạnh nhưng không thể sử dụng ma thuật tuy nhiên có một vấn đề về chô chính là khả năng hồi phục của nó vô cùng cao nói đến đây bỗng nhiên hai người dừng lại nhìn tình huống trước mắt những ma pháp sư đều đang sợ hãi nhất trong một góc để lén tấn công về phía nó nhưng mà đoàn tấn công của cô ấy có vẻ vô dụng Fazia nói tiếp, trừ khi đầu của nó bị phá hủy nếu không nó sẽ liên tục được tái sinh. Ở trong hầm ngục còn nhiều thứ cản bước nó chính là bị tấn công ở địa hình cao xuống. Nhưng mà ở nơi này thì không có một tòa nhà nào cao hơn nó cả. Con quái vật đang đi về phía trước vừa đi vừa phá hủy vô cùng mạnh mẽ. Nhìn về phía nó cậu có điều suy nghĩ. Hầu hết tròn đều được bao bọc bởi ma thuật, cho nên anh có thể tấn công bằng một đòn đánh thường. Sờ vào túi quần của mình, anh biết bản thân đang có 5 đồng triệu hồi vũ khí. Lúc này bỗng nhiên anh gọi những người đang núp ở một góc sau đó nói với bọn họ rằng hãy giúp anh một tay bởi vì anh sẽ xem con quái vật này. Fazia không hiểu anh muốn làm gì. Lúc này bọn họ đã đối mặt với con quái vật to lớn. Anh cầm trên tay một viên đá bắt ánh sáng mặt trời. Sau đó điều chỉnh hướng ánh sáng chiếu vào mắt của con quái vật. Con quái vật gào lên vì khó chịu. Nhân lúc này bỗng nhiên một thứ gì đó nổ tung khiến cho con quái vật ngã xuống một cách đầy đau đớn. Fazia và hai người kia hoảng hốt nhìn về phía con quái vật không hiểu chuyện gì xảy ra bọn họ chỉ thấy anh khiêu khích con trô bằng một thứ ánh sáng và không hiểu tại sao lại có thể tạo ra được vụ nổ fajia nói với bọn họ rằng đó không phải là ma thuật lúc này con trô anh đã bị nổ văng ra đất nó nằm trên mặt đất một cách nặng nề nhưng mà nó lại nhanh chóng cử động sau lưng của ryuji anh cảm thấy con trô này khá mạnh vì bao nhiêu đó cũng chỉ đủ để đánh ngã nó vậy để cho nó ngã anh đã phải nghĩ cách và cuối cùng quyết định sử dụng lựu đạn anh đã đặt một cái bẫy bằng lựu đạn trên mặt đất và để nó dẫm vào lúc này những người khác đang nhắc nhở anh là con trô nó đã bắt đầu đứng dậy Rõ ràng con trâu đó chỉ nằm trong phút chốc và đang cố gắng cử động. Ryuji nhanh chóng lao về phía nó bởi vì anh sẽ không để cho nó đứng dậy được. Anh lấy một đồng xu triệu hồi ra sau đó bóp nát. Đồng xu đó biến thành một quả lựu đạn trên tay của anh. Anh cầm theo quả lựu đạn và lao nhanh về phía con quái vật. Sau đó dùng sức để ném quả lựu đạn về phía con quái. Con quái vật nhìn quả lựu đạn nhỏ bé trước mắt mình với vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng bỗng nhiên quả lựu đạn lại phát nổ khiến cho nó hoảng sợ trừng mắt. Vị trí não của quả lựu đạn chính xác là ngay trên đầu của nó. Lúc này Ryuji lại tiếp tục lấy ra một quả lựu đạn khác và chọi về phía nó. Quả lựu đạn tiếp tục tăng lên mặt của con quái vật. Quả lựu đạn phát nổ tạo ra một vụ nổ lớn ngay đầu của con quái. Vụ nổ lớn tới nỗi che khuất cả một bầu trời. Ryuji nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó và bay lên trên không. Anh tung ra đồng xu cuối cùng trong túi của mình. Sau đó bóp chặt nó khiến nó vỡ tan. Đồng xu phát nổ lóe lên ánh sáng màu vàng. Trên tay của anh là một khẩu súng không cộng MM NATO caliber anh AATF một mini mi lai xin gun về phía con quái vật. Ngay không chung, Ryuji nhắm thẳng vào đầu của con quái đang há miệng. Anh bóp còi súng. Đạn nhanh chóng được bắn ra. Những viên đạn rơi như mưa súng dưới cơ thể của con quái đặc biệt là ngay phần đầu của nó. Cuối cùng nó gục ngã nằm thẳng xuống đất và không nhúc nhích. Anh đã tiêu diệt được con quái vật này. Anh cầm súng của mình trong tay, hệ thống liên tục vang lên thông báo anh đã lên cấp. Fazia gọi tên của anh khiến anh quay đầu lại. Cô ấy quan tâm hỏi anh có bị gì hay không, anh đáp rằng anh vẫn ổn. Những tên khác kinh ngạc hỏi anh thứ vừa rồi là thứ gì có phải nó không sử dụng ma thuật hay không. Sau đó liên tục mời Ryuji gia nhập tổ đội của bọn họ. Fazia đứng một góc suy nghĩ bọn mạo hiểm xã này lúc đầu xua đuổi anh nhưng sau khi chứng kiến xong thì họ lại quay xe và cố trở nên thân thiết với anh hơn. Nhưng cô luôn biết một điều là anh không hề là một con người bình thường. Những thứ vũ khí như lựu đạn mà anh đã cầm trên tay. Hay là cây súng lúc nãy cô chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Càng lúc cô hỏi anh là ai càng đặt ra trong đầu của cô nhiều hơn một đôi giày của một người đàn ông bước đến chỗ của bọn họ. Lão hội trưởng cắn răng nhìn về phía bọn họ với vẻ mặt khó chịu. Một gã tóc trắng nói với lão rằng hãy công nhận Ryuji là một mạo hiểm giả bởi vì anh ấy đã đơn độc hạ gục một con trồ. Một người tóc đen nói rằng chắc chắn Ryuji là một mạo hiểm giả danh A, nhưng bị lão ta quá cầm miệng. Lão ta chỉ về những thứ vũ khí trên tay của Ryuji bà hỏi nguồn gốc của thứ vũ khí đó bởi vì lão ta không chút hiểu biết nào về chúng. Lão ta nói rằng đây là dư của lão, bà lão sẽ không công nhận trình độ mạo hiểm giả với một kẻ không thể sử dụng ma thuật tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều phản đối lời nói của lão khiến cho lão giận dù người nhưng lão nhanh chóng hét về phía bọn họ một cách tức giận bắt bọn họ phải câm miệng lại bà nói rằng nếu như bọn họ còn lên tiếng thì sẽ bị thu hết chứng nhận mạo hiểm giả của bọn họ lúc này một người bước đến và nói rằng không ngờ một con sâu mà lại dám kêu to mồm như thế một người đàn ông lịch lãm bước đến ryuji hỏi người bên cạnh mình ông ấy là ai anh ta giải thích người đàn ông đó là bá tước quản lý khu vực này ông ấy bước đến trước mặt lão ta và hỏi lão ta ai cho lão có quyền lộng hành như vậy Lão ta nói rằng vì đây là quyền quản lý dù của lão nhưng ông ấy nhanh chóng cắt lời là ông ấy không giao cho lão ta quyền quản lý đó và hỏi lão ta có muốn bị báo cáo về vấn đề quản lý hay không khiến lão ta hoảng sợ lão ta sợ hãi đổ mồ hôi và nhanh chóng cúi đầu xuống trước người đàn ông không những như thế lão còn quỳ hợp xuống đất sau đó ăn năn sám hối xin lỗi ông ấy ông ấy bước đến trước mặt của ryuji xin lỗi cậu vì lão ta đã thô lỗ trước mặt anh và cảm ơn cậu vì đã cứu thành phố này ông ấy nói rằng ông ấy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về chứng nhận mạo hiểm cả cho ryuji anh cảm thấy ông ấy thật khiêm tốn và anh muốn làm rõ về vấn đề cứu thành phố. Anh chỉ về những người phía sau mình nói rằng anh đã hạ con trô nhờ có sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người ở nơi đây. Ông ấy gật gù vì sự khiêm tốn của Ryuji và cảm thán, hầu hết mạo hiểm giả đều muốn phô trương thành tựu và năng lực của bản thân. Bỗng nhiên ông ấy nhìn về phía Fazia bà nói với cô rằng ông ấy biết cô để ý Ryuji, cô nhanh chóng đỏ mặt ngại ngùng không muốn cha mình nói tiếp. Lúc này những người có mặt hơi hoảng hốt với mối quan hệ của hai người, gã tóc trắng hỏi cô quen biết bá tước hay sao. Bá tước nói rằng cô ấy chính là con gái của ông. Lúc này cô đang đỏ mặt ngại ngùng nhìn về phía Ryuji. Một chiếc xe ngựa đang đi trên đường. Một con vịt đang kéo chiếc xe ngựa đó và một ông lão đánh xe. Trong xe bà tước bạn nói về chuyện vài ngày trước ông ấy đã nhận bức thư từ con gái mình có đề cập về Ryuji. Ryuji đoán rằng nếu như là một vài ngày trước chính là lúc bọn họ ở nhà trọ. Bà Tước nói rằng lá thư bình thường cô ấy chỉ báo cáo đơn giản như lần này bạn báo cáo thì rất dài khiến cho mấy ngạc nhiên. Fazia bối rối muốn giải thích, Ryuji thì vô cùng ngại ngùng. Ryuji gọi hệ thống để mở cửa sổ trạng thái của Fazia. Trên bảng báo cáo có hiển thị cô là một kiếm sĩ và đang cấp 20 có kiếm thuật ở cấp 34 và lửa ma thuật ở cấp 18, anh cảm thấy không ngạc nhiên lắm khi cô là một quý tộc. Nhưng âm ngạc nhiên hơn vì con gái của quý tộc lại không phải là công việc, lúc này cô đang bối rối vì những lời nói của cha mình. Nhà của cô tỏ vẻ không quan tâm tới cô để cho cô khỏi có nhõng nhẽo. Bảng hệ thống của bá tước hiện lên, ông ấy là lãnh chúa và có cấp 54 kỹ năng là kiếm thuật cấp 60, anh không hiểu tại sao ông ấy được tính là chức nghiệp còn con gái ông ấy thì lại là không bà tước hỏi anh có thật sự ổn không khi để đám vật phẩm của Chô rơi ra và nhanh chóng rời đi ở thành phố lúc bà nãy những người đi cùng với Ryuji vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những vật phẩm đã rơi ra từ người của con Chô. bà tước hỏi anh có muốn nhờ những người ở đó đóng gói và gửi nó tới cho anh hay không nhưng anh nói rằng anh không muốn một cái gì cả anh sẽ chỉ muốn càng ít càng tốt lúc này bỗng nhiên người đánh xe ngựa thông báo rằng đã đến nơi bà tước chào mừng anh đã đến với lãnh địa của ông ấy anh xoay mặt ra nhìn về phía cảnh vật bên ngoài đây là lãnh địa mirabel người hầu mang nước vào phòng để cho ryuji tắm rửa anh nhanh chóng lao người vào vệ sinh cá nhân mặc lại đồ của mình và nhìn túi vật phẩm đã rơi ra có một người hầu đến và dẫn đường cho anh anh cảm thấy một lãnh chúa ở nơi này giống như là một quý tộc vậy anh không rõ được ông ấy có quyền lực đến mức nào nhưng đúng là ông ấy xuất hiện rất hào nhoáng lúc này có người bước vào xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi một chiếc váy thức ha và một đôi cao gót bước đến trước mặt anh fazia sinh như một nàng công chúa bộ váy lộng lẫy lúc này bản hệ thống vang lên chức nghiệp của cô ấy là con gái bá tước nhìn vào bảng thông báo anh nhận ra chức nghiệp nó sẽ thay đổi theo môi trường nếu như vậy thì gián điệp hay sát thủ cũng có thể sẽ bị phát giác nhìn thấy anh suy nghĩ như thế khiến cho cô đỏ mặt hỏi anh đang nghĩ gì cô hỏi anh có phải trông cô rất kỳ cục khi trong bộ trang phục này hay không anh nói là anh cảm thấy nó rất hợp với cô khiến cho cô giữ người sau đó hét lên kinh ngạc vì ngại ngùng tới mức đỏ mặt bà tước nhìn con gái của mình không có một chút liêm sĩ nào như thế ông ấy bắt đầu đánh giá nhiều hơn bà tước lần nữa chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu con gái của ông ấy và ông ấy hỏi anh với ánh mắt sắc bén rằng anh là ai. Fazia muốn giải thích cho anh, nói rằng anh đã tiêu diệt cả vua Goblin và Cho bằng tay không cho nên chắc chắn anh sẽ không phải là người thường. Và xin cha của mình đừng hỏi Ryuji như vậy nữa. Lúc này anh đang nghĩ tới việc có lẽ anh nên nói sự thật về thân thế của mình bởi vì anh cần đồng minh ở thế giới này. Anh Thắng nói với hai cha con trước mặt là bản thân mình không phải là người ở thế giới này. Sau đó anh bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Bà Tước tỏ ra bất ngờ vì những điều anh đã nói còn Fazia thì vô cùng kinh ngạc gần như không thể tin những thứ này. Bà tức nói rằng chỉ có sự tồn tại như thần mới làm được việc này nhưng mà đây là lần đầu tiên ông ấy nghe được tình huống này. Ông ấy hỏi anh có muốn làm gì đó nhưng lúc này anh đánh gãy lời của ông ấy bà nói rằng anh muốn quay trở lại thế giới của mình. Nhưng để làm được việc đó thì anh phải chinh phục tất cả các hầm ngục ranh sử thi. Nghe điều này khiến cho Fazia lại một lần nữa vô cùng bất ngờ. Fazia nói với anh là người ta nói vài trăm năm mới có một người chinh phục được hầm ngục sử thi. Còn hầm ngục ở cấp sử thi thì gần nhất nằm ở thủ đô Hoàng gia chính là hầm ngục của vua rồng ông ấy nghe đồn có chìa khóa nằm ở hầm ngục cấp huyện thoại của thành phố reddum và phải có sự cho phép của lãnh chúa mới được đi sâu vào bên trong ryuji bất ngờ hỏi ông ấy có phải ông ấy đã cho phép anh đi vào hay không ông ấy gật đầu nói rằng bởi vì để cảm ơn hay cho con gái ông ấy nhưng bỗng nhiên ông ấy trầm ngâm trong một chốc sau đó thật thiếu tôn trọng nếu như ông ấy nói sự thật với anh sau đó ông ấy hỏi anh có vài điều ông ấy đang muốn nói ông ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng làm ơn hãy xin phép hầm ngục cấp huyền thoại để cứu lấy lãnh thổ của ông ấy Ryuji hỏi ông ấy những lời ông ấy nói có nghĩa là gì. Bà Tước nói rằng nói hầm ngục đen gần trở nên mất kiểm soát. Fazia nhìn cha mình với ánh mắt nghi ngờ không thể tin được. Anh hỏi bà Tước nói hầm ngục là sao nhưng mà Fazia bỗng chốc im lặng không nói gì. Một lúc lâu cô mới nói đó là thứ giúp duy trì hầm ngục hoạt động ổn định và mọi người gọi nó là lõi. Lõi nằm ở nơi sâu nhất của hầm ngục nó liên tục tỏa ra sức mạnh và thúc đẩy hầm ngục phát triển hơn nữa. Thông thường thám hiểm giả sẽ ngăn ngừa nó phát triển ra ngoài bằng cách giết quái vật bên trong và lấy được sức mạnh cốt lõi của nó nhưng một số trường hợp hiếm khác thì nó sẽ vẫn không ngừng phát triển bà dân mất kiểm soát và khi đó hầm ngục sẽ tiếp tục phát triển không ngừng nghe tới đây cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ryuji hỏi hai người có phải lỗi của hầm ngục huyền thoại của thành phố này đang mất kiểm soát hay không bà tước gật đầu đồng ý ông ấy nói là nếu mọi thứ còn tiếp tục tiếp diễn thì đám quái vật sẽ tràn ra khỏi hầm ngục và tấn công thành phố hơn thế nữa hầm ngục sẽ nhắn chìm trong thành phố này ông ấy muốn ryuji phá hủy lỗi của hầm ngục và ngân tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng ông mới biết đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi lúc này bỗng nhiên Ryuji nói rằng anh ấy đã hiểu khiến cho ông giật mình. Fazia cũng hỏi anh với vẻ không chắc chắn là anh thật sự đồng ý với nó ư? Cô ấy nói rằng mức độ nguy hiểm của hầm mục cấp huyền thoại còn cao hơn hầm mục cấp S. Anh nhanh chóng đồng ý và nói rằng anh ấy cần một cái chìa khóa cổng thần. Ryuji nói rằng nó thật sự rất quan trọng với anh ấy. Fazia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà cô muốn đồng hành cùng với cậu giống như là một người bạn hướng dẫn. Nhưng lúc này cha của cô bỗng nhiên gọi tên cô muốn ngăn cản nhưng không để cha mình ngăn cản cô ấy nói rằng không có gì có thể ngăn cản được cô ấy bởi vì cô ấy đã bị thu hút bởi Ryuji. Lúc này bỗng nhiên bá tước nhìn con gái mình với ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận với sự thật. Sau đó bỗng nhiên bá tước cúi đầu trước Ryuji xin anh hãy chấp nhận yêu cầu của ông ấy. Hai người chuẩn bị khởi hành lên đường. Fazia hỏi anh là thật sự bọn họ lên đường ngay bây giờ sao? Anh gật đầu đồng ý. Cô chỉ hướng vào hầm ngục cho anh. Hai người dần dần bước chân con đường đi về phía hầm ngục lúc này bỗng nhiên bản thông tin trên đầu của cô lại đổi thành mạo hiểm giả kiếm sĩ khiến cho cậu cảm thấy giật mình. cậu cũng đã chứng thực được suy nghĩ nó đã thay đổi theo từng hoàn cảnh. anh hỏi cô tại sao cô lại giả mạo thành một mạo hiểm giả thay vì con gái quý tộc. cô ngại ngùng trả lời bởi vì cô muốn trở thành một hiệp sĩ giống như cha mình. cha của cô là một hiệp sĩ phục vụ dưới trướng của nhà vua và cứu vương quốc nasik khỏi chiến tranh. giờ thảm họa chiến tranh đã kết thúc nhưng mà mọi người phải đối diện với mối nguy hiểm từ hầm ngục. cho nên điều cô chỉ muốn làm bây giờ là ít nhất sẽ cứu được bọn họ anh nhìn thấy đôi bàn tay của cô nắm chặt và run rẩy lúc đó khi mà bọn trẻ con bị bắt cô đã hết sức mình an ủi bọn nhỏ để bọn chúng vượt qua ryuji gật đầu tỏ vẻ bản thân mình đã nhìn thấy điều đó nhưng mà trước khi vào hầm ngục anh muốn xác định sức chiến đấu của cô nên yêu cầu cô thể hiện sức mạnh ma thuật của mình bỗng nhiên tới bây giờ cô mới nhớ rằng bản thân chưa bao giờ sử dụng ma thuật trước mặt anh cả cô mím chặt môi mình tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn đồng ý trong khu rừng tại một mảnh đất hoang vu cô cầm theo thanh kiếm của mình lao về phía trước Fazia dậm chân của mình để nhảy lên trên không, cầm theo thanh kiếm và muốn chém về phía của Ryuji. Cô chém này khiến cho mỏm đá phía trước nổ tung. Cô cất kiếm một cách yêu nhã sau khi giải quyết xong mỏm đá. Ryuji khen cô có một sức mạnh đáng kinh ngạc so với các mạo hiểm giả khác thì cô hoàn toàn nổi bật hơn bọn họ. Cô ngại ngùng cảm ơn anh nhưng vẫn ấp úng không nói. Nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế khiến anh trầm tư. Ryuji hỏi cô có phải nó rất mất thời gian để thi chuyển đòn đó có đúng vậy hay không bởi vì anh thấy rằng nó là điểm yếu khiến cô dùng người cô nắm chặt thanh kiếm trên tay và nói rằng đúng là như vậy cô nói rằng khi còn nhỏ cô đã không thể sử dụng được ma thuật nếu không có kiếm và xin lỗi anh về thứ ma thuật vô dụng này hai người đứng xoay lưng về phía nhau tạo ra một khoảng cách như một bức tường nhưng bỗng nhiên lúc này ryuji hỏi cô tại sao phải xin lỗi khiến cho cô giật mình anh nói nếu như cô sở hữu một sức mạnh khác biệt với người khác thì cô chỉ cần hành thảo nó và đưa ra một dự án chiến đấu sau đó làm theo nó fazia nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn kinh ngạc lúc này anh thúc giục cô hãy mau chóng lên đường anh nhìn về phía bản thông tin của mình anh không biết cách của bản thân mình có đủ hay không bởi vì hiện tại kỹ năng cận chiến của ryuji đang ở cấp 79. anh muốn thu thập thật nhiều xu rồi triệu hồi vũ khí trong hầm ngục thám hiểm lần này cuối cùng bọn họ cũng đã đến hầm ngục nhìn từ phía trên xuống cảm thấy nó thật to lớn fazia nói với ryuji rằng bọn họ có thể đi đến nơi sâu nhất của hầm ngục bằng ma thuật di chuyển cô cho biết mặc dù lần này dịch chuyển sẽ thành công nhưng nhảy vào thì sẽ rất đáng sợ không đợi cô kịp rút lời thì ryuji đã biến mất khỏi vị trí vừa đứng lúc nãy nhìn thấy anh nhảy nhanh không do dự như thế khiến cô hoảng sợ fazia gọi tên anh một cách tuyệt vọng lúc này cuối cùng cô cũng nhảy xuống theo anh cả hai người biến thành những đồn sáng khi vào đến hầm ngục ryuji thấy những con quái vật đang lợn lờ trong hầm con quái vật này là một con óc có cấp 21, anh không nghĩ câu này cũng là một con quái vật fazia nói với anh rằng bọn nó đã bắt đầu tràn ra ngoài ngục và bọn chúng thường dùng cách lấy thịt đè người nên khá nguy hiểm trí tuệ của bọn chúng khá thấp nên bình thường cách tốt nhất là dụ đi đánh lẻ từng con Cô suy nghĩ trong chốc lát và nói với anh rằng có lẽ bây giờ bọn họ không thích hợp để đánh chúng bởi vì sẽ dễ dẫn dụ đến những con khác. Lúc này bỗng nhiên Ryuji nãy ra một ý kiến. Anh muốn Fazia sử dụng ma thuật của cô trong lúc này. Những con quái vật bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ một cách cảnh giác. Lúc này trong hầm ngục, những con óc đang canh gác. Bỗng nhiên một con trong số đó nắm bắt được mùi nguy hiểm. Con còn lại thì ngồi xuống không hiểu chuyện gì. Lúc này bỗng nhiên một viên đá trọi hẳn lên đầu của một con óc. Viên đá được đáp ngay xuống đất. Con ốc quay qua nhìn về hướng người đã trọi đá vào đầu nó. Ryuji ném viên đá trong tay lên xuống tỏ vẻ thách thức. Viên đá của anh nắm chặt trong tay. Sau đó anh mở một nụ cười nhẹ. Anh nhảy xuống dưới và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Lũ ốc lao về phía Ryuji, anh cũng bắt đầu bỏ chạy. Một con ốc sắp bắt kịp anh, anh cảm thấy tốc độ của bọn chúng cũng khá là nhanh. Sau đó anh dùng sức mạnh bao bọc lấy cơ thể của mình. Sau đó anh nhúng chân bật lên. Và chạy với tốc độ điên cuồng lao về phía trước. Ryuji chạy nhanh tới mức mọi thứ chỉ còn là tàn ảnh. Anh đã sử dụng thành thạo ma thuật và có thể chuyển động những thứ mà trước kia không thể. Ryuji chập vào mỏm đá. Sau đó dùng thế để bắt đầu chạy. Viên đá trong tay của anh như một thứ vũ khí. Lúc này anh cầm viên đá lao về phía bọn óc. Con quái vật hoảng hồn nhìn về phía Ryuji. Cậu chọi viên đá về phía con quái và biến mất trong màn đêm. Anh nghĩ rằng như thế sẽ có thể tác động lên những vật ở gần. Và có thể có nhiều cách để sử dụng ma thuật nhưng mà số lượng của bọn chúng quá đông ryuji mặc kệ bọn chúng việc cũng đã sắp đến nơi mà anh và fazia đã bàn trước bỗng nhiên anh dừng lại một đám óc đông như quân nguyên nhìn về phía anh bọn chúng gào thét muốn xong về phía anh một cách hung hăng lúc này bỗng nhiên anh gọi fazia hãy mau xuất hiện ngay lúc này cô gái cầm theo thanh kiếm bước đến một cách nhanh chóng cô gái chúc thanh kiếm ra và sử dụng đòn phép thuật của mình đoạn phép thuật được tung ra cắt lên người những con óc khiến cho bọn chúng dính chiêu cô sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì bỏ đi nhanh chóng những con óc này hỏi nhau cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra nhưng một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay giữa bọn chúng lúc này hệ thống vang lên bạn đã thăng cấp mấy lần anh biết rằng cấp độ của mình tăng lên ngay cả khi đó là mạng hỗ trợ mà anh nghĩ rằng fazia cũng sẽ thăng cấp như mình cô vẫn còn đang chìm trong nghi ngờ với kết quả do chính mình tạo ra cô vui vẻ muốn khoe thành quả với anh sau đó cô cúi đầu cảm ơn anh một cách chân thành vì đã cho cô có cơ hội thể hiện ryuji tỏ vẻ không quan tâm lắm và bước về phía trước anh nói là đó là thứ sức mạnh vốn có của cô lúc này ở trên đất có khá nhiều xu triệu hồi vũ khí trôi ra bao nhiêu xu đây sẽ đủ cho anh chinh phục hầm ngục thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh anh cúi người xuống và nhặt một đồng xu lên anh biết rằng đây không phải là một đồng xu phục hồi ma luật bình thường fazia giải thích với anh là đó là đồng xu hồi phục ma lực ngay cả khi ma lực đã mất đều có thể phục hồi từ từ qua một thời gian cơ thể hấp thụ ma lực trong không khí mà khi có đồng xu này thì nó sẽ được phục hồi luôn lập tức anh hỏi cô nếu phục hồi thì nó sẽ mất bao lâu cô đáp rằng có thể sẽ mất khoảng một tiếng anh hỏi cô hiện tại còn bao nhiêu ma lực cô ủ rủ nói rằng bây giờ chỉ còn 3 phần 120. Anh biết rằng bản thân mình cũng bị giảm ma lực nhưng nó không nhiều bằng cô ấy. Nó chỉ là 408 trên 425. Ryuji đưa cho cô đồng xu trên tay của mình. Và nói rằng có lẽ cô còn nói nhiều hơn cả anh. Fajia hỏi Ryuji bọn họ sẽ đi đâu. Hai người nhanh chóng bước vào trong cửa của hầm ngục. Đi xuyên qua một căn đường đổ nát tối ôm. Cũng giống như mọi khi bọn họ lại đối mặt với một nơi lạ lẫm. Các bức tường ánh lên ánh sáng yếu ớt như thể mọi thứ được tạo ra để mọi người khám phá bỗng nhiên ngay trong lúc này anh giật mình cảm giác sau đó đưa tay ra chặn trước người của fajia không muốn cô tiến về phía trước cô ấy sợ nắp sau lưng anh nhìn về phía trước mặt cô không biết những con người ở phía trước là ai và đang làm gì nhưng anh nhận ra bọn họ là mạo hiểm giả cô không thể tin được vào mắt của mình cô nói rằng vương quốc có lệnh cấm thám hiểm hầm ngục cấp huyền thoại trừ khi có giấy phép của cha cô nếu như cho phép ai thì ông ấy đã nói với bọn họ ryuji bất ngờ hỏi cô có phải bọn họ đang xâm nhập trái phép hoặc nó đúng hơn là kết hầm ngục hay không nhưng mà số trang bị trên người bọn họ lại vô cùng chất lượng so với những người mà anh đã từng gặp thì trang bị của bọn họ khá là xịn trong cơ thể có vài tên trong khá là thiện chiến chứ không phải những tên trộm bình thường fazia hỏi anh bây giờ bọn họ nên làm gì có nên bám đuôi theo bọn chúng hay không anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý anh nói với cô là chỉ cần bắt một tên sau đó hỏi thẳng là được khiến cô hoảng hốt bọn chúng vẫn tiếp tục đi tuần về phía trước bỗng nhiên có một tên những thứ tự nguy hiểm một tên khác hỏi anh ta đang có chuyện gì xảy ra nhưng anh ta lắc đầu tỏ vẻ không có gì sau đó hai người hối thúc nhau nhanh chóng bước đi ryuji bước đến và vặn cổ của một tên đi phía sau sau đó nhanh chóng biến mất như chưa hề xuất hiện anh nắm áo của hắn ta và ép hắn ta vào trong tường fazia hỏi ryuji đang có chuyện gì xảy ra nhưng anh che giấu cho cô im lặng anh vừa xíp cổ tên vừa bắt được vừa hỏi rằng bản thân mình có một câu hỏi dành cho anh và nếu như anh không biết cái kết thì sẽ phải chết anh hỏi tên nó bọn họ là ai và tại sao lại đột nhập vào hầm ngục fazia hỏi anh ta có biết đây là bọn họ đang trái phép đi vào hầm ngục huyền thoại hay không anh ta nở một nụ cười đắc ý nói rằng bản thân mình biết điều đó nhưng bọn họ không hề quan tâm lúc này bỗng nhiên anh ta kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ phải là mạo hiểm ra bất hợp pháp hay không ryuji không hiểu bất hợp pháp là như thế nào fazia giải thích rằng họ là những mạo hiểm giả không thuộc quyền quản lý của bất cứ chi nhánh nào vậy để trả trước một khoản tiền lớn họ muốn chia sẻ lợi nhuận cũng không muốn trả phí nhưng bọn họ nói bọn chúng làm bất hợp pháp cô cảm thấy bọn chúng là một lũ bất lương và ghê tởm tên bị bắt cười lên và nói rằng mấy lời nhận xét của cô hơi quá hắn ta nói rằng bọn họ chỉ muốn chống lại sự độc quyền của jude mà thôi với lại nếu ai đó được làm khách hàng của bọn họ lần này bỗng nhiên lúc này anh ta im lặng và nhìn chằm chằm ryuji ryuji cuối cùng cũng đã hiểu những gì hắn nói anh đứng dậy và nói rằng xem ra chủ nhân của bọn họ khá là to và hỏi ông ta rốt cuộc là ai hắn ta cười lên một cách điên cuồng và chuẩn bị nói tên một tên mập hoảng sợ khi phát hiện ở phía trước quá nhiều óc như thế bọn chúng đông tới mức kinh khủng nhưng bọn họ vẫn hoảng loạn vì không ai nói cho bọn họ biết mọi chuyện sẽ xảy ra lúc này bọn quái vật bao quây bọn họ lại anh ra lệnh cho ryuji hãy trông chừng anh ta cho thật cẩn thận anh nhanh chóng lao đến phía trước như một mũi tên famas 44 mm cũng là một nato caliber sau đó bắn thẳng về phía trước một phát súng viên đạn bay thẳng về phía trước tạo nên hình dáng như pháo hoa bắn thẳng về những con óc những cái tên đi cùng nhóm cảm thấy không hiểu đó là cái gì lúc này anh bỗng nhiên hét lên bảo bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây thủ lĩnh cũng hét lên với đám thuộc hạ của mình phải nhanh chóng rời khỏi đây bọn họ đi theo Ryuji ra một vườn cây trống trải. Gã ta cảm ơn vì đã giúp cho gã rời đi. Nhưng bỗng nhiên gã hỏi hai người đó có phải đến đây để cướp hầm ngục hay không, Fazia lắc đầu chói liên Cô giới thiệu cha của cô chính là bá tước người thám hiểm ra hầm ngục này. Tên nó tỏ vẻ nghi ngờ khi cô là con gái của bá tước. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng khi biết cô là con gái của bá tước. Ryuji nói rằng bọn họ nhất định sẽ không nói chuyện này với ai. Lúc này Fazia bỗng nhiên nói với anh mà cô ấy đã biết khách hàng lớn nhất của mấy người này là ai. Lúc nãy bọn chúng đã nói rằng Ryuji nếu như nghe theo bọn họ thì sẽ không cần phải giấu giếm nữa bọn họ chính là người của chế độ trước cha của bọn họ đã xây dựng nên vương quốc. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý và bản thân mình đã hiểu. Nhưng mà Fazia biết được rằng anh thật ra không hiểu một cái gì hết nhưng vẫn khen anh ấy hết lòng. Ryuji bất ngờ với lời giới thiệu của kẻ đàn ông khi hắn ta nói đến việc hắn ta chính là quốc vương của chế độ cũ. Hai người tỏ ra hoang mang và hỏi nhau về chuyện này. Fazia giải thích rằng có lẽ hắn ta nói tới đức vua của bọn họ chính là đức vua Nasi người mà cha của cô đã phục vụ, Nasi là một vương quốc nhỏ trên một lục địa. Nhưng do sở hữu một vài hầm ngục cách sử thi nên Nasi nổi trội hơn các khu vực xung quanh. Nhưng bọn họ đã bất hợp pháp khi hầm ngục này lại thuộc quyền sở hữu của cha cô, nên là quốc vương Nasi muốn bọn họ để vào hầm ngục này chẳng khác gì là bội ước. Hắn ta tỏ vẻ không quan tâm bởi vì hắn ta chỉ quan tâm là hắn sẽ được nhận tiền. Nghe đến đây khiến cho cô tức giận và trừng mắt. Cô muốn tiến lên để đánh thắng ta nhưng bị Ryuji ngăn cản cô lại. Anh hỏi hắn ta là vậy sẽ như thế nào? Nếu như bọn họ thuê những người này để cùng với anh vào nơi sâu nhất trong hầm mục nghe đến đây khiến cho hắn ta cảm thấy bất ngờ hắn ta hỏi anh giá cả như thế nào anh nói rằng với giá quốc vương trả cho bọn họ và tất cả các vật phẩm rơi ra bọn họ đều được lấy nhưng mà với điều kiện là anh muốn lấy chìa khóa của thằng và tất cả xu triệu hồi vũ khí hắn ta bắt đầu băn khoăn và do dự nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận hắn ta nói là cũng quá khó nhận khi đi thám hiểm hầm ngục lại bị một đám óc quay quanh hai người bắt tay nhau chúc mừng cho sự hợp tác này fazia hỏi anh là tại sao bọn họ phải bắt tay cùng với những tên trộm nhưng anh nhanh chóng khuyên cô bình tĩnh anh giải thích rằng bản thân anh không hề biết đức vua nhưng cách tốt nhất là bọn họ vẫn nên theo kế hoạch ban đầu và chen chân vào kế hoạch của ông ta. Cô cuối cùng cũng đã hiểu. Ryuji quay sang nhìn đám người đó và thúc giục bọn họ xuất phát. Tất cả mọi người đều đi vào hầm ngục. Chỉ có một tên ở cuối hàng nhìn mọi người với vẻ mặt kỳ lạ.